Hello, xin chào tất cả quý cô chú anh chị. Lại là Ngọc đây. Hôm nay Ngọc rất chi là vinh dự và mời được một người cổ đông cao tuổi lên đây để giao lưu với chúng ta. Thì hôm nay là hơi phá lệ một chút, lúc đầu là Ngọc hẹn được với chú ấy là vào lúc 20 giờ, nhưng mà vì cái lịch học của chú bên chỗ sáng tạo cho nên là Ngọc phải dịch chuyển lịch của Ngọc lên 7 giờ để 8 giờ chú livestream theo đội nhóm của chú ấy. Thì trước khi vào chia sẻ, Ngọc xin được mời quý cô chú anh chị chúng ta nghe một chút nhạc sôi động, và Ngọc sẽ đi mời những người bạn của Ngọc để vào giao lưu với một cái nội dung mà hôm nay Ngọc nghĩ cũng rất chi là hấp dẫn. Đấy, cái nội dung rất chi là hấp dẫn. Mình hôm trước cũng rất chi là may mắn là cũng mời được bác cũng lên chia sẻ một lần rồi, nhưng đó do cái đường truyền nhà bác nó cũng yếu, cho nên là những người bạn của mình là chưa được nhìn thấy ấy, bác như thế nào. Còn với Ngọc thì bác với cái độ tuổi ngoài 70 đó, nhưng mà bác vẫn tham gia học hỏi rất chi là nhiệt tình ở trong các câu lạc bộ đọc sách 5 giờ sáng, với cũng như là đọc sách chứng khoán nữa quý cô chú anh chị ạ. Đọc sách chứng khoán là một tuần 3 buổi vào những ngày lẻ, là vào những lúc từ 9 giờ, 21 giờ 30 đến 11 giờ. Nhưng mà bác ở cái tuổi đấy nhưng mà vẫn rất chi là ham học hỏi nha quý cô chú anh chị nha. Mình xin phép một chút để mời những người bạn. Đấy. Xin chào Đàm Thị Hiệp nha, một người em gái ở Bắc Linh. Một người em gái ở Bắc Linh vẫn đang là công nhân. Em vẫn đang loay hoay với cái vòng luẩn quẩn đi làm lĩnh lương. Đấy, em vẫn chưa thoát được cái, chưa có cái suy nghĩ là thoát được cái vòng đó để cho cái cuộc sống của em ấy sẽ được cải thiện hơn. Vâng, xin phép cả nhà mình chờ một chút nữa ạ. Một chút nữa để cho thêm đông người bạn vào nữa thì chúng ta cùng tương tác để tạo tuyệt tác ạ. Với 50.000 người bạn thì chúng ta cùng nhau chia sẻ. Đấy, cùng nhau chia sẻ. Quý cô chú anh chị, Ngọc xin được cảm ơn quý cô chú anh chị đã ghé vào tường nhà Ngọc trong một buổi tối chủ nhật, buổi tối cuối tuần này. Ok, xin chào Nguyễn Sao, người em gái xinh tươi rất chi là năng lượng ở đất Bắc Linh, đất Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Và mời em nghe một chút nhạc nhá. Chờ chị sẽ giao lưu với bác Đào Thế Nhâm, và chị xin phép một chút để chị mời thêm những người bạn của chị. Nếu như cũng có những người bạn mà cũng đang có muốn tìm về cái nội dung làm giàu không tính đến tuổi thì em có thể là mời những người bạn của em cùng vào đây nghe các nội dung chia sẻ của chị nhá, sao nhá.
Mời vào đây chúng ta cứ cho đi những gì chúng ta có thôi. Vâng, chào Trà Minh, xin chào cháu Lả nhá. Xin chào cháu Lả, cảm ơn Nguyễn Sao đã tang những người bạn mà đang muốn mình cho nhỏ nhạc cái một chút, cho nhỏ nhạc cái một chút. Ok, cảm ơn em Sao, cảm ơn em Sao đã tang những người bạn của mình đang muốn tìm có một cái con đường đi làm giàu mà không tính đến tuổi. Cảm ơn em. Với cái nội dung này. Đấy, với cái nội dung này. Bác Đào Thị Nhâm. Ok, cảm ơn cháu Lả nhá. Cháu Lả cũng đã đón nhận cơ hội rồi và cơ hội này cũng không còn lâu. Nhưng mà đây là cơ hội giúp cho cô cháu ta là thoát được nghèo nhờ sở hữu cổ phần doanh nghiệp trước IPO. Ok. Đấy, bác Đào Thí Nhâm. Mình hôm nay là rất chi là happy, may mắn là mời được bác Đào Thí Nhâm. Bác Đào Thí Nhâm để lên đây chia sẻ cái kinh nghiệm, cái kiến thức của bác ấy. Chờ một chút ạ. Tại vì mạng của bác hôm nay nó cũng có vấn đề. Đấy, cho nên là đây rồi. Ok, mình cảm ơn nhá, cảm ơn Nguyễn Sao nhá, cảm ơn quý cô chú anh chị nhà mình đã ghé vào live stream hôm nay. Đúng rồi, lúc đầu là trưa thì bác ấy hẹn với chị là live vào lúc 8 giờ tối, nhưng vừa xong bác lại báo là lịch chuyển sang là 8 giờ, cho nên là chị lại đẩy lịch của chị lên, 7 giờ. Thì cũng lên đây giao lưu chia sẻ với quý cô chú anh chị một chút ạ, một chút thôi. Thì nói thật với quý cô chú anh chị là bác ấy ở một cái tuổi đấy như thế rồi mà bác vẫn còn rất chi là... Ok, đúng rồi, bác phải dùng nick mới rồi, chuẩn thế luôn. Thì chị cũng đã kết bạn rồi. Và bác ấy cũng đã bảo là ok, bác đã vào, sẽ vào. Thì trước khi vào cái chia sẻ của người cổ đông cao tuổi, Thì Ngọc xin chia sẻ về cái vấn đề của Ngọc trước. Đó là Ngọc xin được giới thiệu với quý cô chú anh chị là cho nhạc nhỏ chút một chút, có thể nhạc hơi to đúng không Sao ơi. Ok. Ok, cảm ơn em Sao đã thả rất nhiều like để giúp cho các chị có cái động lực chia sẻ hôm nay. Đấy, thì xin thưa với quý cô chú anh chị là Ngọc họ tên đầy đủ là Nguyễn Thị Bích Ngọc, sinh năm 1971, Ngọc ở Lai Châu và hiện đang là đối tác để kêu gọi thu hút vốn cùng chung tay giúp với ngài chủ tịch để sớm đưa được cái công nghệ giao thông thông minh số 2 ra thị trường thương mại hóa để giúp cho toàn cầu chúng ta giảm được cái vấn nạn về giao thông trong cái hiện trạng như bây giờ. Đấy, cái công việc của Ngọc bây giờ là như vậy. Nhưng mà để tiến được cái công việc đến như hôm nay ấy, thì khi mà Ngọc nghỉ chế độ sau 30 năm Ngọc đi làm công nhân ấy, thì khi mà được người bạn chia sẻ thì Ngọc cũng nghĩ là ở cái tuổi này còn làm giàu gì nữa. Nhưng mà xin thưa quý cô chú anh chị là với cái đồng lương như thế mà để chi tiêu như hàng ngày như bây giờ là chúng ta không đủ chi tiêu. Đấy, thời gian thì có thể là tự do, nhưng làm giàu thì không có tuổi như quý cô chú anh chị. Và hôm nay Ngọc rất chi là happy mời được bác Đào Thí Nhâm. Đấy, bác Đào Thí Nhâm. Ngọc nghĩ khi mà bác tham gia cái này thì Ngọc nghĩ đúng là làm giàu không có tuổi. Đấy, làm giàu không có tuổi, không tính tuổi đâu ạ. Khi chúng ta tham gia góc vốn này không phải chỉ để làm giàu, mà chúng ta còn một chung tay để giải cứu, góp sức nhỏ bé của mình với ngài chủ tịch để giải cứu mẹ hành tinh đang bị ô nhiễm môi trường và giải cứu cái xã hội này khỏi cái vấn nạn về tai nạn giao thông nhé quý cô chú anh chị. Đấy, khỏi cái vấn nạn về tai nạn giao thông. Vâng, cảm ơn quý cô chú anh chị đã ghé vào Tường Nhà Ngọc trong mấy buổi tối chủ nhật hôm nay với cái chủ đề là làm giàu không có tuổi. Nếu như với chủ đề này mà quý cô chú anh chị đang quan tâm và cũng đang muốn giúp những người bạn của quý cô chú anh chị trên mạng xã hội Zalo, Facebook, thì quý cô chú anh chị có thể chia sẻ bài livestream này của Ngọc.
Đấy, chia sẻ livestream này của Ngọc. Hoặc là quý cô chú anh chị đang thấy những người bạn của mình cũng đang loay hoay, cũng đang lo sợ là tuổi này rồi còn làm giàu gì nữa, thì có thể tăng tên họ vào đây để họ được biết. Với những người trên 70 tuổi, người ta vẫn còn làm giàu để làm cho cái tài chính của mình. Đôi khi nó không phải là vì tài chính nha, quý cô chú anh chị nha. Đôi khi không phải vì tài chính mà vì cái nhân văn, vì cái nhân văn của cái công nghệ giao thông thông minh này. Đấy, không biết bà Đào Thế Nhâm thì lúc nãy là cũng đã gọi điện, đã nhắn nhủ với mình rồi đó. Nhưng mà bây giờ lại chưa thấy bác ấy vào. Nhưng mà bác chưa vào thì mình vẫn chia sẻ nội dung này. Tại vì đối với mình thôi, mình Ngọc cũng cảm nhận như của mình thôi. Đó là các cụ vẫn có nói đúng không? Muốn giàu thì phải đầu tư ạ. Ngọc xin hỏi quý cô chú bây giờ, chị bây giờ là chúng ta, quý cô chú anh chị có biết đến Kim Tứ Đồ không ạ? Kim Tứ Đồ của ngài Robert Kiyosaki. Đấy, khi mà Ngọc đọc cái tập 1 của Dạy Con Làm Giàu ấy, Ngọc mới vỡ lẽ ra, vỡ òa ra. Đó là những cái năm mà mình đi làm công nhân đó ấy, là mình đang đi làm thuê. Đi làm thuê, đi xây ước mơ cho người khác. Và với cái nhóm người lao động thứ nhất là đi làm thuê, và cái nhóm người lao động thứ hai đó là đã tự làm chủ đó, thì không bao giờ có thể giàu có được. Không bao giờ có thể giàu có được. Và đặc biệt này, ví dụ như cái nhóm tự làm chủ rất chi là vất vả. Chúng ta phải vừa bỏ công, vừa bỏ sức, vừa bỏ thời gian ra để chúng ta đi kiếm lại cái đồng tiền của chúng ta. Chính là chúng ta bỏ tiền cục ra, chúng ta thu tiền lẻ về. Và Ngọc cũng vẫn đang làm cái công việc đó. Ngọc cũng đang làm công việc đó, đó là tự làm chủ. Ngọc kinh doanh online cái sản phẩm chăm sóc sức khỏe chủ động tại nhà. Tuy là sản phẩm rất chi là tốt, nhưng mà để mà cải thiện được tài chính ấy, thì rất chi là khó. Cho nên là thôi thì cũng như ngài Robert Kiyosaki ngài nói, chúng ta không nên có chỉ có một nguồn thu nhập, mà chúng ta phải lên có 2 đến 3, 4, 5 nguồn thu nhập. Thì hiện tại bây giờ Ngọc đang có 3 nguồn thu nhập. Đó là nguồn thu nhập thứ nhất, đó là cái phần hưởng lương hưu trí mà sau 30 năm Ngọc đóng góp, Ngọc đóng bảo hiểm 30 năm đó. Nếu như biết được cái cơ hội ở cái đầu tư này mà 30 năm đóng bảo hiểm đó mà Ngọc dịch chuyển được sang đầu tư thì rất chi là ok luôn. Nhưng mà thôi, muộn còn hơn không, quý cô chú anh chị ạ. Ở cái tuổi 52, 53 này rồi mà Ngọc mới bước chân vào lĩnh vực đầu tư, nhưng Ngọc cảm thấy mình rất chi là may mắn, rất chi là may mắn. Quý cô chú anh chị chúng ta đã ghé vào Từ Nhà Ngọc Chơi thì có thể thả like, thả tim để giúp cho Ngọc có năng lượng hơn, để chia sẻ được đầy đủ hơn những cái thông tin, những cái kiến thức mà Ngọc đã biết. Đó. Và hôm nay Ngọc rất chi là happy mời được bác Đào Thế Nhâm. Nhưng không biết cái đường truyền của bác ấy như bây giờ như thế nào, và cái Facebook của bác cũng đang bị hạn chế, đang bị trục trặc, thì không biết các bác có vào được đây không. Mục đích là Ngọc hôm nay muốn bác chia sẻ cái cơ hội, cái cơ duyên mà Ngọc đã biết bác đã xa cận ở Dubai rồi, và ở cái tuổi ngoài 70 mà bác vẫn tham gia đầu tư để cải thiện tài chính, để chung tay góp sức với ngài chủ tịch, quý cô chú anh chị ạ. Và Ngọc chia sẻ với quý cô chú anh chị hôm nay, đó là làm giàu không có tuổi. Đấy. Không bao giờ là muộn, không bao giờ là muộn. Đấy. Muốn để chúng ta được tự do, được cải thiện về tài chính thì chúng ta phải xuất phát ngay từ lúc này. Đấy, xuất phát ngay. Không có gì mà phải cần chần chờ, không có một lý do gì nữa cả, không có gì mà phải sợ. Với cái cơ hội mà Ngọc cũng như bác Đào Thế Nhâm rồi em Nguyễn Sao đang có đây, thì đây là một cơ hội giúp cho quý cô chú anh chị chúng ta. Xin chào chị Đào Yến, đây là một người chị dâu của mình. Đấy, một người chị dâu cũng đã ở trong cái nhóm đầu tiên đi làm thuê 30 năm và bây giờ vẫn đang là đi làm thuê, quý cô chú anh chị ạ. Vẫn đang đi làm thuê. Đi làm thuê lĩnh lương ạ. Đi làm thuê lĩnh lương thì là cái dòng thu nhập của chúng ta nó sẽ không được tự do, không được thoải mái. Xin chào Trần Hường nha. Đấy, chúng ta chỉ được tiêu tiền tự do khi chúng ta dịch chuyển được cái đồng tiền chúng ta đi kiếm về đó, dịch chuyển sang đầu tư. Nhưng mà chị dâu của Ngọc thì đã dịch chuyển đầu tư sang đầu tư đất rồi ạ. Chị cũng rất chi là thông minh và ok, đó là dịch chuyển sang đầu tư bất động sản. Nhưng cái lợi nhuận ở cái đầu tư bất động sản nó không cao so với cái cơ hội chúng ta sở hữu cổ phần doanh nghiệp trước IPO. Thì cái biên độ lợi nhuận nó tăng gấp N lần, nhưng cái thời gian chúng ta là phải chờ. Với cái cơ hội sở hữu cổ phần UST bây giờ chờ chỉ là 2 đến 3 năm thôi, rất chi là ngắn thôi. Ngọc đã phải chờ đến 30 năm cái mức lương hưu như bây giờ, quý cô chú anh chị ạ. Còn đa số quý cô chú anh chị bây giờ nếu như là làm giáo viên, làm công chức nhà nước thì Ngọc không nói, nhưng nếu như là công nhân trực tiếp, đang làm công nhân trực tiếp dở dang ấy, thì mọi người đa số chỉ đóng bảo hiểm 25 thôi, chứ không mấy ai đóng đến 35 như Ngọc. Đấy.
trừ trường hợp những người đó là những cô giáo, rồi những công chức nhà nước, cơ quan cấp huyện, cấp thị xã thì người ta mới đóng đến 35 để nghỉ hưu già thôi. Chứ còn đa số vì cái mức bảo hiểm đóng bây giờ rất chi là cao. Rất chi là cao luôn quý cô chú anh chị ạ. Nếu như thời điểm Ngọc nghỉ ấy, mà đóng bảo hiểm hơn 2 triệu một tháng. Hơn 2 triệu một tháng, một năm mấy chục triệu luôn. Mấy chục triệu đấy mà biết hồi đấy biết cơ hội UST này mà Ngọc dịch chuyển sang thì rất chi là ok nha quý cô chú anh chị nha. Và ngài Robert Osaki đã nói và các cụ cũng đã nói rồi, muốn giàu là phải đầu tư đúng không ạ? Còn đầu tư cái gì, đầu tư như thế nào thì chúng ta phải có kiến thức. Thì ở buổi live stream hôm nay, Ngọc chia sẻ với quý cô chú anh chị là đầu tư chúng ta phải có 3K. Chúng ta phải có 3K. Thì cái đồng tiền của chúng ta dịch chuyển 10-15% đó sang dịch chuyển sang đầu tư, nó sẽ đỡ rủi ro, đỡ nguy hiểm hơn. Đấy, xin thưa với quý cô chú anh chị là như vậy. Cho nên cái 3K đó là cái gì? Thứ nhất đó là kiến thức. Kiến thức thì chúng ta lấy ở đâu? Ở trên mạng cũng có, rồi ở các lớp học, rồi ở những người bạn của chúng ta. Kiến thức có rất nhiều, nhưng mà chúng ta phải biết thanh lọc những kiến thức chuẩn, những thông tin chuẩn. Chứ nếu như chúng ta cập nhật vào thông tin không chuẩn nguồn thì là quý cô chú anh chị sẽ bị mất đồng tiền. Ồ, bác Đào Thị Nhâm đang không vào được à? Mình xin phép một nhá. Bây giờ mà lấy đường link chắc là hơi khó rồi. Mình sẽ nhắn tin cho bác em một chút. Ok, bác vào đi ạ. Ok, xin chào Trịnh Tuấn nha. Vâng, bác Đào Thế Nhâm này, bác hơi cao tuổi một chút, ngoài 70 rồi, cho nên là cái công nghệ của bác đang học rất chi là nhiều. Ok, mình bảo bác ấy vào trực tiếp trang của mình đi thì là sẽ thấy ngay. Ok, xin chào mọi người, mình đang chia sẻ đầu tư chia sẻ dở thì bác Đào Thế Nhâm hôm nay là khách mời VIP của mình nên đây chia sẻ, nhưng mà bác đang trục trặc về cái kết nối internet đấy, trục trặc kết nối internet cho nên là bác vẫn chưa vào được trong gia đình Facebook của nhà mình. Và Ngọc đang chia sẻ với quý cô chú anh chị là muốn đầu tư an toàn không rủi ro là chúng ta phải có 3K, và cái K thứ nhất đó là kiến thức. Cái ca thứ hai là kinh nghiệm. Kinh nghiệm là chúng ta lấy từ đâu ạ? Kinh nghiệm là chúng ta phải lấy từ những người đã tham gia cái lĩnh vực mà chúng ta định tham gia nhé quý cô chú anh chị nha. Nó như kiểu là quý cô chú anh chị có thể nghĩ thế này, chúng ta định nuôi con gà thì chúng ta phải hỏi những người đã từng chăn nuôi gà, chứ chúng ta đừng đi hỏi những cái người chăn nuôi lợn, đúng không quý cô chú anh chị? Mỗi một con vật, mỗi một cây trồng nó có cách chăm sóc, cách nuôi dưỡng khác nhau. Đấy, chúng ta trồng cây lúa thì chúng ta phải hỏi những người trồng lúa. Chúng ta trồng cây cam thì chúng ta phải hỏi những người trồng cây cam. Chứ chúng ta đừng trồng lúa mà đi hỏi những người trồng cây cam thì chắc chắn là họ không thể biết được, không thể chỉ cho chúng ta được tại thời điểm nào chúng ta phun, tại thời điểm nào chúng ta bón phân, và khi ra hoa ra quả thì chúng ta bón cái lượng phân như thế nào. Đấy, cũng y như thế như đầu tư thôi. Quý cô chú anh chị muốn đầu tư hay muốn góp vốn vào về một cái lĩnh vực nào đó thì quý cô chú anh chị phải hỏi những người đã từng tham gia về cái lĩnh vực đó, về cái khoản đầu tư đó. Thì một là họ có kinh nghiệm tốt, là họ thành công, chúng ta làm theo. Hai là có thể họ không thành công thì chúng ta biết được tại làm sao mà họ không thành công thì chúng ta tránh đi, đúng không ạ? Đấy, tại làm sao họ không thành công thì chúng ta tránh đi. Đầu tư là chúng ta phải có 3K.
K thứ nhất là kiến thức, K thứ hai là kinh nghiệm, K thứ ba đó là cái khoản tiền dôi dư nha quý cô chú anh chị. Xin chào Nguyễn Ti, xin chào tất cả quý cô chú anh chị đã ghé vào tường nhà Ngọc trong cái buổi tối chủ nhật hôm nay. Đấy, xin chào Thanh Nam nha, một người em gái hôm trước mình đã live stream cùng em ấy rồi, em ấy rất chi là năng lượng. Và hiện tại trong chỗ em đang có các top expert đang vào trong đấy hỗ trợ để chia sẻ thật rộng rãi tới những người bạn của các em đấy ở trong đó. Đấy. Và Ngọc vừa nói với quý cô chú anh chị là đầu tư thì không có rủi ro, nhưng rủi ro là do người đầu tư. Do người đầu tư chúng ta phải đủ 3K, quý cô chú anh chị ạ. Phải đủ 3K, Ngọc vừa nói với quý cô chú anh chị, đó là K thứ nhất đó là kiến thức, K thứ hai đó là kinh nghiệm, và cái K thứ ba là khoản tiền dôi dư. Chúng ta hãy dịch chuyển 10 đến 15% để dịch chuyển sang đầu tư. Ok, Thanh Nam rất chi là vui. Em hôm nay bác Đào Thế Nhâm này không biết có lên được không. Đó, mình thì mời bác đã nhất trí rồi, nhưng mà bác vào cái Facebook của bác hôm nay đang bị hạn chế, không biết có vào được không. Thanh Nam không phải ạ, cái này không phải bác ơi. Không phải cái này là của hôm trước rồi. Hôm nay là mình mời bác Đào Thế Nhâm lên, rất chi là vui khi mà bác ấy nhận lời, nhưng mà hôm nay bác lại không vào được, mạng của bác đang bị hạn chế. Thanh Nam có thể lên đây chia sẻ một chút niềm vui khi mà các top expert vào đấy chia sẻ giúp em trên thị trường không? Em có thể lên đây chia sẻ cái niềm vui mà khi em được các top expert từ miền Bắc vào trong chỗ bọn em để chia sẻ giúp bọn chị. Hello, xin chào Trinh Châu. Đấy, xin chào Trinh Châu. Một người em gái rất chi là xinh tươi và rất chi là năng lượng trong câu lạc bộ đọc sách buổi sáng. Ngọc rất chi là cảm ơn, vô cùng biết ơn bác sĩ Phong cũng như là Bình A Phủ đã tạo lên cái câu lạc bộ đọc sách để giúp cho Ngọc cũng như Trinh Châu và rất nhiều quý cô chú anh chị chúng ta có được kiến thức về đầu tư. Đấy, Ngọc, quý cô chú anh chị có thể nhìn thấy ngay sau học kia, đó là bộ sách dạy con làm giàu. Đấy. Trinh Châu ơi, em có thể lên đây chia sẻ cùng với những người bạn của chị một chút được không? Chúng ta hôm nay live stream 3, live stream 4 đi. Để chị em chúng ta lan tỏa thật mạnh cái giá trị mà chị em chúng ta nhận được, cho đi là còn mãi. Ok, đúng rồi, anh chị em UST rất chi là năng lượng. Đấy, bác Đào Thế Nhâm đang rất chi là muốn vào mà không vào được. Ok chị mời em nha. Tuyệt vời. Chị em mình live stream 3, live stream 4 đi cho nó năng lượng, để giúp cho thật nhiều người biết, tất là cả là chị em chúng ta trong Nam ngoài Bắc, ba miền của đất nước Việt Nam. Hello, xin chào người em gái xinh tươi. Em xin hello, chào. Tất cả cô chú quý anh chị. Chị Bích Ngọc đã nghe tiếng của em Trinh chưa ạ? Nghe rất chi là rõ. Rõ rồi, nhìn rất chi là xinh rồi. Đấy. Em xin chào. Lại xa ra một chút, đúng rồi. Để tầm đấy là ok rồi. Ok. Thì rất chi là happy được mời em Châu lên trong gia đình nhà chị ở vùng Tây Bắc trong một buổi tối chủ nhật này. Thì chị xin được mời em giới thiệu em ở đâu, em tên gì và lý do làm sao chị em mình lại va vào nhau ở trên này. Đấy, để cho những người bạn của chị cũng như của em biết được cái thông tin này. Vì sao mà chị em không quen biết nhau, chỉ là cùng một số thứ. Đúng không em? Hiện tại bây giờ là okay. Chị em... Thì xin mời em. Xin chào chị, em cảm ơn chị Bích Ngọc hôm nay đã mời em lên tường Facebook của chị và giao lưu tất cả những anh em trên tường Facebook, cũng như là chào tất cả những anh chị đang theo dõi chị Bích Ngọc và em Trinh, những anh chị là cổ đông của UST. Một lời chào trân trọng và một buổi tối thật là yêu thương và năng lượng và tiền là tất cả những cái giá trị cho nhiều người. Em tên đầy đủ là Châu Thị Trinh, sinh năm 1986, em đến từ miền Tây, Bến Tre hả quý anh chị? Ừ, đấy.
Em và chị Bích Ngọc cũng tình cờ gặp trong cái câu lạc bộ đọc sách buổi sáng, rất là tuyệt vời, một môi trường cực kỳ là tuyệt vời luôn quý anh chị. Và kể cả em Trinh, thật sự nếu mà nói đến thức 5 giờ sáng, em Trinh tháng đầu tiên là để điện thoại xong tắt rồi ngủ tiếp, để điện thoại tắt ngủ trước, em Trinh phải vượt qua hơn một tháng trời em Trinh mới tạo một cái thói quen cho bản thân của mình đó mọi người. Nên là cái gì mình quyết định tự thay đổi bản thân mình thì mình sẽ làm được đó. Nên là, và khi mà đối với công việc hiện tại em Trinh làm đối tác của doanh nghiệp này cũng như là chị Bích Ngọc, và bản thân của em Trinh hồi xưa cũng không biết đầu tư là gì mà cũng không biết cổ phần doanh nghiệp là cái gì luôn. Và em Trinh từ công việc truyền thống và em Trinh lớn lên trong một môi trường và quê của em Trinh thì rất là nghèo. Hồi xưa nói tới huyện của em Trinh là gọi là nghèo nhất của tỉnh Bến Tre, tại vì vùng sâu vùng xa. Và em cũng lớn lên trong một ngôi nhà cũng khá là nghèo luôn. Và cái ao ước của em Trinh đó là mong muốn làm sao để có một cái cuộc sống tốt hơn, ổn định hơn, là cái khao khát đó từ khi mà còn bé. Và em Trinh hồi nhỏ thì học cũng khá là giỏi, nhưng mà vì lý do trong và cuộc sống gia đình của em Trinh á không cho phép, nên là bắt buộc em Trinh phải nghỉ học và để chăm lo em của mình và nội của mình lúc đó lớn tuổi, và em Trinh tự động để học, để nghỉ học, để chăm lo. Và em Trinh đã xa quê hương từ năm 16 tuổi. Em chào chị Thanh Lam. Em Hello, Trinh xin chào chào chị Trinh Lam Thanh nha. nha. Em đi Cà Mau mới về Em đó. đón top expert Hồ Văn Lợi, top expert là Vương Triệu Vĩ vào trong đó để hỗ trợ thị trường cho các em làm sao chia cho sẻ mạnh nhất. Thì rất chi là may mắn hôm nay được mời hai em vào nhà chị chơi trong buổi tối ngày chủ nhật. Thì đầu tiên là Trinh đang chia sẻ, một chút nữa thì em Thanh Lam chia sẻ với những khách hàng của chị nhá. Thì em À, cũng để mạnh em chia mà, sẻ, Trinh mạnh em dạn chia vào. sẻ dở, em cũng đang hóng những cái tin của chị Thanh Lam, tại vì hôm qua nay thì thấy chị tham gia ở dưới Cà Mau đúng không chị? Nên rất là năng lượng, cũng mong muốn nghe, nhưng em đang chia sẻ dở để em chia sẻ cho mọi người, để hồi em quên em không biết nói gì luôn. Đó, thì khi mà em lớn lên trong, em đã đi làm xa quê hương của mình năm 16 tuổi, và nỗi khao khát của em Trinh là làm như thế nào để trở nên giàu có. Nhưng cái công thức làm giàu của mình hồi xưa giờ mình ít có người biết, và anh chị mình nghĩ đi, không bao giờ làm công mà giàu được cả. Và em Trinh đã có 5 năm để làm việc công trong công ty làm công. Nhưng mà có một ngày em mọi người biết tại sao em Trinh lại nghỉ cái công việc làm công của mình, trong khi công việc của mình cũng khá là ổn định. Một ngày em đi về quê, em đám giỗ nội em và em xin nghỉ 3 ngày. Giám đốc bảo là nhà của mày ở gần lắm, mày về 2 ngày thôi, không có cho mày nghỉ 3 ngày đâu. Cái em nói là không, bây giờ em muốn về 3 ngày. Bà nói không, tao không cho mày nghỉ 3 ngày, tao cho mày nghỉ 2 ngày thôi. Cái em nghỉ 3 ngày xong, cái bỏ lên là viết tờ cam kết, cái xong cái em viết xong, cái ngày hôm sau em viết cái đơn xin việc, nghỉ, xin thuê xin nghỉ. Cái bà kêu là tại sao em con nghỉ, con nói tại vì con không thích hợp ở đây nữa. Tại vì lúc đó mình rất là mình suy nghĩ, thế thì mình làm công việc này nếu như mình làm 10 năm sau mà mình vẫn muốn đi chơi thì 1 tuần hay là 2 tuần thì làm sao, và làm sao như thế nào để mình có được, có được cái cuộc sống mà tự do thời gian, tự do tài chính được. Tại vì làm công việc công ăn lương thì chắc nếu nếu nhiều anh chị làm công ăn lương thì đã biết là cuối đầu tháng thì làm, cuối tháng lãnh lương, và nhiều khi giữa tháng là hết tiền đó. Và em Trinh không hài lòng, và em Trinh nghỉ lúc đó mà chưa biết mình nghỉ để làm gì luôn đó. Và em Trinh có 5 năm để nghỉ, và sau đó em Trinh cũng ra mở kinh doanh cho mình. Đầu tiên là em Trinh ra mở quán kinh doanh cà phê, cũng cốc cốc thôi. Ở thời thời em Trinh bán cà phê chỉ có 2.000 ly thôi, nhưng một ngày em Trinh kiếm được mấy trăm ngàn. Thời điểm đó thì cũng cũng khá là ok. Đối với bản thân thì thấy cũng khá là ok, nhưng mà cũng không hài lòng. Và em Trinh lại một lần nữa kinh doanh, làm kinh doanh quán nhậu. Tại em nghĩ là mình mở quán nhậu mình sẽ bán được nhiều bia trong một lúc, chứ không phải uống một khách hàng uống một ly cà phê đó. Thì có thể một người uống một kết bia mình sẽ bán được tới hăm mấy chai, là em Trinh nghĩ vậy đó. Nhưng mà thời điểm đó xong cái cũng mình quản lý rồi mình thuê nhân viên rồi mình thấy mệt mỏi quá. Sau này em Trinh mới thấy là cái thời điểm của khách của người thì theo trend á, phụ nữ thích làm đẹp, thì em đã đi học ngành bên ngành thứ ba và em kinh doanh online trong 4 năm, và em cũng có một hệ thống của sản phẩm Ebon trong Hàn Quốc cũng 4 năm, và cũng có một, nói chung là một đội cũng ok. Và dịch năm 2021 thì hàng tháng mình không gửi đi được, và cái số hàng mình hàng tháng mình phải nhập, mình phải bỏ hàng trăm triệu để nhập hàng mà mình không bán ra được thì mình ôm hàng đó, và cửa hàng mình lại đóng cửa. Thì em Trinh thấy cái đây là cái sự rủi ro, em Trinh cũng vẫn không hài lòng, và trong 3 tháng dịch đó em Trinh phải đóng cửa và không làm việc đó. Và mình thấy cái hàng hóa mình phải để số tiền, mình nằm mình nhìn cái đống hàng mình thấy tiếc tiền, và em lại sell đi. Lúc đó em sell hết tiền của mình luôn
Đó thì em nói ủa vậy bao nhiêu năm mình cố gắng dành dụm mà giờ mình đem theo hết tiền rồi mình không có lời, nghĩa là bao nhiêu năm mình tích góp cũng không có dư. Thế thì em lại đi tìm nhiều cơ hội khác và em đã vôi vào môi trường sân sàn và em cũng trade cũng một thời gian, nó cũng lấy em ít tiền đó. Nói chung Em cũng quá tốt giỏi kinh luôn nghiệm. đấy. Một kinh nghiệm, một cái kinh nghiệm ở đó thị trường tài chính thì em nói ủa lĩnh vực này thì cũng có rất là nhiều người kiếm tiền, tại sao mình kiếm tiền không được, mình sai sai cái gì đó. Thì em lại đi tìm tiếp thì cũng may mắn là em được một bạn Lê Thấm là cũng bán hàng trên sản phẩm của em và cũng biết qua livestream. Bạn ấy lần đầu tiên livestream công nghệ này lúc mà thời dịch ấy thì ở không rảnh lắm nên là xem bạn ấy livestream lúc buổi tối, thì lần đầu tiên thì em thấy bạn nói cái gì, tại lúc trước là bạn hay chia sẻ và em biết bạn cũng là từng là công nhân, bạn cũng nhập rất là nhiều hàng như là bán quần áo trong công ty rồi bán sản phẩm cùng với em rồi vừa đi làm công nhân rất là nhiều việc. Tại sao mà cái cách nói chuyện của bạn ấy rất là khác so với trước kia mà em đã biết, nó chỉ biết qua online thôi và gặp một lần event ở dưới Cần Thơ đó thì chỉ biết một lần đó và biết rồi sau đó em xin lại theo dõi một ngày nữa lại xem bạn này nói cái gì mà sao tiền quá trời tiền. Không biết nói cái gì mà tiền quá rồi không hiểu gì luôn, cái xong lại xem một ngày nữa là đúng 3 buổi tối của bạn đây sắm live stream và em đã gọi lúc 10:30 là bạn đang làm cái giống gì vậy. À, cái bạn Giống mới gì? chia sẻ là đây là cổ phần doanh nghiệp á. Thì bạn nói là đây là về mình cách mình mua một cổ phần doanh nghiệp và mình chỉ đợi thôi là khi nó lớn lên mình bán thôi chứ mình không làm cái việc gì cả. Thì khác với mình chay ở sân sàn mình phải canh lệnh rồi phải canh giờ vào cực lắm. Nói thế thì em nói ô vậy hả, à, vậy là ở đây bao nhiêu tiền vào được? Bà kêu là 50 đô thôi em, 50 đô thôi bạn. Nói vậy là bây giờ không vô 50 đô mà vô 500 đô mà vô trả góp nha, giờ hết tiền rồi, không có tiền lúc đó, không có tiền chỉ bỏ 100 đô thôi quý anh chị. Em xin thời điểm đó tại vì dịch mới vừa hết và mình cũng lo chi tiêu, nói chung là gia đình của em Trinh gánh nặng nhiều lắm, em Trinh phải lo hết ngay gia đình của em Trinh. Và trong cái quá trình em Trinh tiến triển trong cuộc sống của mình thì em Trinh cũng xây cho ba mẹ mình một căn nhà ấy, thì có đó là có niềm vinh hạnh của bản thân em Trinh đó. Thì ở vòng vòng sớm đó người ta nghĩ là em cũng là một người phụ nữ cũng hơi giỏi giỏi tại vì ở đó chưa có ai làm được điều đó giống như em, mà em Giỏi cũng làm quá được cái điều đó cho đấy. ba mẹ, đó là một cái niềm hạnh phúc của bản thân của mình. Và đến với môi trường này là em Trinh thật sự là em Trinh không có tiền. Và khi mà biết về cái chương trình đối tác với tập đoàn và em lần đầu 3 ngày đầu tiên là em đã nghe và em đã xuống gối và 3 ngày sau em thấy có hành trình thịnh vượng, em đã vào những bưu dơm. Em hỏi bạn Lê Thắm là có những cái gì để mình tìm hiểu nó hay không, bạn Lê Thắm nói là có, thì vô những bưu dơm thì nghe, nói chung là bạn Lê Thắm không có chia sẻ gì em nhiều, em tự động em đi kiếm và em vô em học hỏi mọi người. Em nói à thì ở môi trường này mình cũng được đi hệ thống và mình không phải cần phải chôn vốn để giống như mình nhập hàng, thì em Đúng thấy rồi. là một cái công việc khá là ok. Và mình khi mình bỏ tiền vào đây là mình lại nhận cái số cổ phần của tập đoàn nữa và em lại học, em phải đọc về cái tiểu sử về ngài chủ tịch và em rớt nước mắt khi mà ngài đã bỏ hơn 40 năm cống hiến về công nghệ này. Thì có rất là nhiều, có những vô cái YouTube á anh chị, rất là nhiều cái thông tin, nghĩa là tin tốt xấu có rất là nhiều. Và em Trinh nói ủa nếu mà một người khoa học hơn 40 năm mà họ sáng chế ra và cả gia đình họ cũng bỏ họ mà họ không cần tiền thì ổng lừa giấu mọi người để làm gì, sao rất là nhiều nói cái tin lừa đảo. Nhưng mà em không có nghĩ, tại vì em nghĩ là một người có giá trị như vậy thì không thể nào đi lừa đảo mọi người, nên là em không có hỏi ừ cái này sao có nhiều tin lừa đảo, em không hỏi mà em lại vô tiếp tục vào môi trường để học tiếp đó. Thì bắt Ok. đầu tháng đầu tiên thì em đi học thôi và tháng thứ hai là em bắt đầu có một cái văn phòng ở Sài Gòn mở, thì em đã đi đến văn phòng học 5 ngày cùng với anh chị, thì em biết rất là nhiều anh chị ở đó và cũng được hội ngộ và cũng được may mắn được gặp rất là nhiều những leader, những anh chị cũng là những người cũng rất người bình thường, những người kinh doanh có, những người bình thường có, những người công nhân có, chạy xe ôm chạy Grab cũng có luôn. Em gặp rất là nhiều đối tượng thì em thấy đây là một cái môi trường mình cần phải phát triển vì nó không có giới hạn bản thân của Ok. mình đó. Thì em mới bắt đầu tiến triển đến ngày hôm nay và đến ngày hôm nay em cũng mua được cho ba em, cho mẹ em, cho em của em Chúc và mừng. cho em. Chúc mừng em. Rất chi là chúc Rồi mừng cảm em ơn cả nhà. và cảm ơn Trinh Châu đã chia sẻ cái con đường. À, em thì có 5 năm làm thuê thôi nhưng mà chị 35 nha. Chị hơn em rất chi là nhiều, chị còn kiên trì 35 cơ nha. 35 nhưng mà không sao, chị biết muộn còn hơn không. Cảm ơn em. Cũng vì cái chi tiêu của chúng ta nó đang là nhiều hơn cả thu nhập chúng ta thu về, cho nên là chúng ta cũng phải lang thang đi tìm những cơ hội mới. Thế thì ở đâu rồi?
bạn Thanh Nam này bị đẩy mất rồi. Chắc mạng Thanh đi, Nam này bị chị đẩy mất đẩy ra ngoài ra rồi. rồi. Chị cứ À, nói nếu đi như họ có bác tí chị Đào Thế đã. Nhâm ở trong này thì cháu rất muốn là bác có thể là bình luận một lời hoặc thả like thì cháu mới nhìn thấy, cháu mới mời được ạ. Tại vì bác ấy nhắn cho mình là bác đang ở đấy rồi mà mình không nhìn thấy. Thì nếu như bác đang ở trong này thì bác có thể thả like hoặc là bác bình luận cho cháu một câu thì cháu sẽ mời bác vào đây giao lưu cũng chị em nhà cháu. Thì chị nói với em là thế này này. Đầu tư như em ấy, lúc đầu là em cũng không biết gì như chị đúng không? Thích thế mà để mà đầu tư thì mới có giàu. Thế mà muốn giàu thì muốn đầu tư an toàn là chúng ta phải có 3K đúng không? Đúng không em? Thế thì cái K đầu tiên là K kiến thức thì em đã tự, tức là khi em đón nhận cơ hội, em thấy cơ hội này là ok, muốn có kinh nghiệm để có những kiến thức an toàn khi mình đầu tư, em đã phải tự đi học, bỏ ra đi học 5 ngày đúng không? Sau đó này em join vào các lớp học buổi Zoom nữa. Khi em có kiến thức rồi và em cũng đi hỏi, đi giao lưu với mọi người để lấy kinh nghiệm đúng không? Với những người thành công thì chúng ta làm theo người ta, còn những người không thành công thì mình tránh cái vết xe đổ đi, mình không bước vào nữa đúng không em? Đúng không Trinh Châu? Đúng rồi Đúng không? chị. Thế và chúng ta như chị cũng nghĩ với em là chúng ta không có tiền một cục vài trăm triệu để chúng ta đầu tư, mà chúng ta cũng dịch chuyển dần 10 đến 15, chị cũng toàn trả góp mà Trinh Châu. Chị cũng toàn trả góp thôi. Đấy. Thế nhưng mà đây bây giờ chị không biết là em nó có bao nhiêu triệu cổ phần rồi, nhưng chị rất chi là tự hào thôi, thì mèo nhỏ bắt chân nhỏ, mình ở trên vùng cao có 1 triệu cổ phần cũng rất chi là ok rồi. Đấy, Trinh Châu ạ. Rồi là chúng ta cứ lại cứ dịch chuyển, cứ tiết kiệm, cứ tích cóp dần đến trước khi cái giai đoạn IPO là rất chi là ok rồi. Và Đúng không biết chị không biết là khi Trinh mà trên con đường đi chia sẻ ấy, thì chị mời chị Thanh Lam vào đi chị. Chị Thanh Lam có thể bấm tham gia, chị yêu cầu tham gia để ở đây người đồng ý là được. đấy Thanh Nam là chắc là bấm nhầm nút là bị thoát ra ngoài đấy. Đây chị mời rồi. Đấy, thế thì chị cũng như em thôi, chúng ta là dịch chuyển dần 10 đến 15% của chúng ta, đó là cái khoản tiền dư á, đúng không? Rồi ok, hai chị em nhà tớ tranh thủ nói với nhau một chút, thì bây giờ là Thanh Nam vào, thì Thanh Nam có thể ngồi xa ra một chút. Em có thể ngồi xa ra một chút. Vâng, Đó, ai nãy nó thì đang bây nói giờ nên là em mời xử em lý. giới thiệu bản thân. Em cơ Vâng. duyên thế nào và qua cái buổi 2 hôm vừa rồi là top Hồ Văn Lợi và top Vương Triệu Vĩ vào đó để chia sẻ cùng với các em phát triển thị trường ở trong đó, thì em có thể chia sẻ ở đây để các chị cùng được nghe với sự háo hức lắm. Có thấy mặt em hồng lên không? Có hồng nhưng mà em ngồi lui ra một chút. Lý do sao? Là đi hai Không ngày hiểu đó. rượu. Và em xin giới thiệu với tất cả các bạn bè trên Facebook của chị Ngọc và Trinh Châu thì tên đầy đủ là Nguyễn Ngọc Thanh Lam và đang sinh sống tại Cần Thơ, là giáo viên được 22 năm và trước đây thì xuất phát từ một gia đình nông dân gọi là rất rất nghèo khó khăn và mình là chị cả trong nhà nên là gánh vác hết tất cả các công việc nhà. Và đặc thù của gia đình đó là trồng hoa kiểng nên là quanh năm suốt tháng là rất bận tay bận chân và cũng không có tiền dư, thì cái thời đi học đại học rất vất vả và có những cái khoảng thời gian là mình phải nghỉ không có được đi học, và với niềm đam mê thì cũng được đi học trở lại nhưng cuối cùng thì không được theo ý muốn, đã vào một cái ngành khác đó là chăn nuôi thú y và đi dạy. Thì sau 22 năm làm công ăn lương giáo viên thì giống như chị Ngọc bữa hổm là chị Ngọc có chia sẻ là 33 năm 30 năm làm công thì mình còn sớm hơn có 22 năm nên là biết là rất là chi may Chị vẫn mắn. là À, được nhiều nhất ở đây đúng không? Nhiều nhất đúng về tuổi rồi này, nhiều nhất về năm đi làm thuê này. Chắc chỉ có em em là đẹp rất nhất là may thôi. mắn khi mà mình đón nhận cái cơ Nhưng mà hội thấy này chị còn đẹp nhất đó. rất sớm và trong cái thời điểm gọi là thời điểm vàng thì thật sự mà nói là trong cái rủi có cái may. Khi mà dịch Covid xảy ra thì trong cái quá trình học tập phát triển bản thân lúc đó là Thanh Lam đi học vào cái lớp là dạy con, em đi học vào cái lớp các cái phương pháp dạy con của tập đoàn Táo Vàng và trong một thời gian dài thì em cũng biết nhiều bạn bè và khi được chị Đào
chia sẻ là chị bạn thân chia sẻ cơ hội này thì em cũng giống như Trinh Châu, đó là nghiêm túc tìm hiểu và trong vòng 3 ngày đã ra quyết định là đầu tư. Và chị em mình hoàn cảnh rất giống nhau, đó là đều không có tiền, bởi vì làm Có công ăn lương nên là tiền, đều không có cái em thì có ít tiền dư, tiền, có nghĩa ít là tiền. không có nhiều tiền để dư quá, nên là cuối cùng là quyết định mua gói góp. Thì lúc đó em mua gói góp 1.000 đô được chiết khấu 190, chị 190, nên là em cũng trả góp trong 5 tháng. Và cái điều hạnh phúc hơn là trong vòng 1 tháng đầu tiên khi em tìm hiểu thì em thấy rất là chi tuyệt vời, bởi vì ngài chủ tịch là một người mà có tâm có tầm, và ngài đã dành hết tâm sức công sức của mình để mà nghiên cứu, và chị em mình chỉ là cánh tay nối dài, chỉ làm thêm một chút vào sứ mệnh của ngài để cho ngài hoàn thành sứ mệnh của ngài. Và lúc đó thì em cũng sau 1 tháng thì em lại mạnh dạn ra quyết định tiếp tục góp gói vinh danh, À, nên chị gợi là ý chi kiến một chút. À, Trinh Châu, trong lúc chị em mình nghe Thanh Nam chia sẻ, chị em mình có thể mời thêm bạn bè vào để tương tác, để tạo tuyệt tác nhé. Thanh Nam cứ chia sẻ vâng. đi. Và khi đó thì em đã ra quyết định gói vinh danh, và rất là vui khi mà mình ra quyết định mình góp gói tiếp vinh danh thì vũ trụ cũng hợp lực để cho em có cái điều kiện để em hoàn thành gói góp. Và hôm nay thì em cũng rất vui cùng chia sẻ cùng chị Ngọc với Trinh Châu, là hôm qua thì chúng em có một buổi họp mặt các cổ đông ở Cà Mau, và buổi thứ sáu thì bạn Duy Tân và bạn bạn Hương đi xuống thì có rủ em nói còn hơi là chần chừ chưa có ra quyết định. Nhưng sau một đêm thì em suy nghĩ, và người em nghĩ đầu tiên đó là chị Ngọc. Em cứ nghĩ chị Ngọc là một người rất năng lượng, dù ở nhà rất xa Hà Nội, phải không chị Ngọc? Sơn Đúng rồi, La ra Hà Nội là bao nhiêu cây số? gần 400 cây. Ồ Đó là à, chị toàn em đi biết xe máy thôi, à quên, chị, đúng không đi ấy, ô tô vui em trần biết chị, hai bánh. biết chị đi xe vui trần 2 bánh, nên là em quyết định là hỏi con trai là: con ơi, con đi Cà Mau với mẹ không? Con nói đi. Thì sáng hôm qua là hai mẹ con bắt đầu là lên xe vui trần là phóng về Cà Mau. Bao Và nhiêu cây? Bao nhiêu cây? dạ 180 cây chị. Bình thường. Dạ, thì đó là một cái điều rất tuyệt vời, bởi vì Chúc mừng em. em cũng nghĩ về chị, nghĩ về người chị mà rất năng lượng. Đó là tại sao chị ấy đi từ Sơn La ra tới Hà Nội được mà Chị mình từ không Lai đi được, Châu. từ Chị đây từ Lai Châu. ra tới Hà Nội được mà mình không đi được. Và em đã ra quyết định cho mình, và sáng là hai mẹ con cuốn gói đi, và chiều nay em mới vừa về tới, em mới vừa tắm xong nè. Nhưng mà khỏe Mà ghê đúng không? Đi gặp như thế là về rất chi là vui, rất chi là năng lượng và rất chi là khỏe đúng không? dạ, Sau một lỗi mỗi và một lần mà chúng ta gặp được trực tiếp ấy, mình cảm thấy là mình lớn lên rất chi là nhiều. vâng, thì hôm qua là buổi gặp gala, gặp các cái anh chị em trong cổ đông và những một số bạn chị em mới thì rất là thành công. Thành công ở đây là khi chúng em được học tập rất nhiều từ những người thuyền trưởng, đó là anh Vương Triệu Vĩ, rồi từ em Top X Bớt Hồ Văn Lợi, một em rất là nhỏ tuổi. Và em rất là vui, vui bởi vì khi đưa được con trai đi cùng, bởi để cho con trai có cái năng lượng, cho con trai học hỏi người thành công ngay từ nhỏ, để con có một cái bước tiến của con riêng, thì đó là cái điều mục đích của em. Và trong quá trình chia sẻ thì có rất nhiều anh chị em đã đi Dubai rồi, ví dụ như anh Nguyễn Văn Úc, thì em cũng có chụp hình với anh Úc, anh cũng có đăng. Anh Úc là một người mà rất thật thà, anh là người ăn chay trường, trường chay, và anh nói chuyện rất từ tốn, thật thà. Và anh nói là anh làm ở đây, anh vào cộng đồng để đầu tư vì sứ mệnh chứ không phải vì tiền.
cái câu đó em rất thấm chị. Còn anh Vương Triệu Vĩ thì cho chia sẻ với chúng em rất rất nhiều thông tin và giúp cho chúng em rất nhiều năng lượng, và anh cũng mong muốn là ở đây chúng em, chị em chúng ta cùng chung tay để xây Skyway quay giải cứu hành tinh. Đó là cái bước đầu tiên, và trong dự án thì còn nhiều dự án con, và khi dự án thương mại hóa thành công thì sẽ cũng rất rất nhiều cái dự án con sẽ gọi góp vốn nữa. Nên là chúng ta ở đây xác định đây là sự nghiệp, và nó hỏi chị đi thì em ấy nói là bởi vì đây là việc làm của mình, đây là sự nghiệp của em, nên là em phải đến để dự cái sự kiện này, và em thấy rất là đáng giá. Và thật sự mà nói, giống như chị Ngọc, là mỗi sự kiện cho chúng ta lớn lên và cho chúng ta một cái năng lượng rất tốt. Và đối với em mà Hồ Văn Lợi thì mặc dù là em rõ nhỏ tuổi hơn em là hơn nửa số tuổi của em, nhưng em ấy rất giỏi. Em ấy có 24 tuổi thôi nhưng em ấy rất giỏi, và cái kiến thức của em ấy rất sâu, và do là em ấy chuyên tâm làm việc 100%, nên là tất cả các cái nội dung thông tin em ấy cập nhật rất nhiều, mà làm cho mình phải ngưỡng mộ, phải cúi đầu ngã mũ cúi đầu với bạn ấy, bởi vì bạn ấy quá giỏi. Và nói chung là đúng với câu là người thành công có lối đi riêng. Em ấy học hết lớp 12 nhưng em ấy có cái kiến thức rất sâu, còn làm điều thứ hai nên em ấy đã được đi sang châu Âu 5 lần. Nghe em ấy nói mà mình mắc mê luôn á, bởi vì 2 lần đi Belarus, 3 lần đi Dubai. Thì em ấy tham gia vào năm 2018 mà đến nay là có 5 năm mà đi 5 lần. Chị thấy tuyệt vời không? Hình như là con chị em chúng ta được đi mà 5 lần hết trơn á, đúng không chị? Là À, thế lên nói chung là sự kiện nào cũng có em ấy. là chị em chúng ta, ba chị em chúng ta đây phải đặt Trinh Châu đi Dubai Chưa. chưa? Em chưa, đang đặt mục tiêu đây. Mục tiêu năm năm này đi thôi nhá. Đang nỗ lực. Đặt mục tiêu đi, cứ đặt mục tiêu đi, chị em chúng ta cùng nhau đi rồi gặp nhau trực tiếp nó còn vui, hồ hởi rất chiêu là nhiều. Lúc đấy là mắt chữ O mồm chữ Y. Ô thế này à, sao nhìn trên Zoom thì khác mà nhìn ở ngoài đời nó thế này nha. Chắc chắn là sẽ có như thế. Cho nên là hôm nay chị em chúng ta lên đây là giao lưu chia sẻ cái cơ nguyên lý do nào là chị em chúng ta mục tiêu đầu tiên là đều muốn làm giàu đúng không? Và muốn giàu thì phải đầu tư. Và chị em chúng ta cũng đã cùng đầu tư rồi đúng không? Đúng chưa? Thế một cái Vâng. nữa. Không biết bên nhà em nào hơi ồn một tí nhỉ? Bên Trinh Châu. Bên Trinh Ok, Châu mở gì Trinh Châu tắt mic rồi, Trinh Châu tắt mic mất rồi. vậy? Thôi không sao. Không, chị nói đi em tắt tiếng tại vì bên đây em Ok. nghe. Thế thì chị đang tìm những cái chung của ba chị em mình này nhá. Thứ nhất là chị em ta chúng ta nếu như đúng em cứ gật cho chị một cái nhá. Chị em chúng ta đều muốn giàu đúng không? Muốn Dạ giàu đúng. Vâng. đúng không? Cái thứ hai, Vâng. vì giàu nên chúng ta phải đi đầu tư đúng không? Nghe đúng như lời các Vâng. cụ và đúng như lời Kawasaki, đó là chúng ta dịch chuyển dần của chị tiền của chị em chúng ta sang định cái gói cái nhóm người thứ tư, đó là nhóm đầu tư đúng không? Và chúng ta dịch chuyển theo khả năng của chúng ta, không cần nhiều đúng không em? Đúng không ba em? Dạ. Chị là người làm thuê 30 năm, Thanh Nam là làm thuê 22 năm, Trinh Châu là làm thuê 5 năm nha. Trinh Châu là nhỏ tuổi nhất, nhỏ về nhiều thứ nhưng mà sẽ lớn hơn chị với Thanh Nam nhiều thứ. Đấy. Thế cho nên chị đang chia sẻ với các em này, nếu như chúng ta không nhờ cái ông tổng thống Obama của Mỹ ấy, mà ông ấy ra cái đạo luật Roe ấy, để loại bỏ cái quy định của Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ ấy, nó quy định để mà có được cái quyền lợi tham gia góp vốn nhận cổ phần trước IPO ấy, thì là chị em chúng ta không đến đâu. Cho nên chúng ta phải vô cùng biết ơn, cảm ơn cái ông Obama ở bên Mỹ.
Đấy. Tại vì nếu như một người muốn tham gia nhận cổ phần đầu tư trước khi IPO ấy, thì phải có mức lương thu nhập là một năm là 200.000 đô la, tương đương ấy gần 5 tỷ Việt Nam. Và nếu như có cả vợ có chồng, tức là người đó có gia đình rồi, thì phải là 300.000 đô trên một năm, đó là gần 7 tỷ. Thì chị thử hỏi hai em xem, các em có làm được 1 tỷ một năm không? Không. Làm hết đời luôn chưa có. Thế đấy, hoặc là khối lượng tài sản thì được 1.000 đô tương đương, 1.000 đô tương, một à đâu? Ờ đúng rồi, 300.000 và 1 triệu đô thì mới được được tham gia. Đấy, được tham gia tức là 24 tỷ. Thì chắc chắn với những người như chị em mình đây thì không bao giờ có cơ hội để tham gia góp vốn nhận cổ phần doanh nghiệp trước IPO, đúng không? Thế cho nên là người nghèo cứ nghèo mãi. Ngài Chủ tịch có một câu như này, không biết hai em nghe thấy chưa? Tôi không muốn người giàu cứ giàu mãi mà người nghèo cứ nghèo mãi, đúng không em? Tức là chúng ta không biết tận dụng cái cơ hội với số tiền nhỏ, nhưng nhờ cái đòn bẩy IPO. Cái câu là câu như thế nào? À, quần quật cả đời không bằng sức bật của IPO, đúng không? Các em có nghe thấy câu đấy chưa? Đúng rồi, đúng rồi. Thế đây là chị nghĩ là 35 chị bán sức lao động, làm quần quật sáng tới trưa chiều tối, chị còn đi làm ca đêm nữa cơ nhé, thức đêm lồi mắt như mắt cua ấy. Đấy, thức đêm lồi mắt đấy. Mà cái sức người chị như thế này nhá, bắt 70 cân, 80 cân các em có tin không? Các em là còn nhàn nhá. Chị đây lao động trực tiếp quần quật luôn, nhưng mà rất chi là cảm ơn ông trời đã phú cho chị cái sức khỏe, cảm ơn sức khỏe của chị luôn. Cũng may mà bây giờ mình không bị làm sao. Đấy, nhỏ như này nhưng mà vác đi vác phân bốc chè, phân trên đồi chè cây trồng cây ấy, cây nấu lăm ấy. Dạ. 7 8 người một ngày vác 200 tấn. Các em ạ. Rồi. Đấy. Thế nhưng mà sau 35 đồng lương mình cũng không có gì, nhưng mà rất chi là may mình vẫn còn dám đón nhận cơ hội mới để bước chân vào đầu tư. Và chỉ lay mai thôi tiền tỷ sẽ rơi vào đầu chị em chúng mình. Không biết là nhiều tỷ hay ít tỷ, nhưng mà chắc chắn là có tiền tỷ rơi vào đầu. Đấy. Đúng rồi, chắc chắn phải có tiền tỷ. Vâng. 100 cổ phần 100 ngàn thôi chị em mình cũng có tiền tỷ rồi. À, Ngọc cũng như là em Trinh Châu hoặc em Thanh Nam đây, lên trên mạng xã hội này để chia sẻ với quý cô chú anh chị là cái công việc, cái cơ hội mà Ngọc cũng như em Trinh Châu và em Thanh Nam này đã làm, đã góp vốn, đã tham gia và rất chi là ok. Lên đây để chia sẻ cơ hội này để giúp cho quý cô chú anh chị, thứ nhất được góp một phần cái sức nhỏ nhỏ của mình với Ngài Chủ tịch để giải cứu hành tinh. Thứ hai là từ cái số nhỏ nhỏ này nó giúp cho quý cô chú anh chị chúng ta được cải thiện về có số tiền to to. À, to to thì đương nhiên rồi, cải thiện tài chính nếu như muốn thành ngã khổng lồ thì đó là do quý cô chú quyết định. Nhưng cái cơ hội này, cái niềm tin này đang là của Ngọc, đang là của Trinh Châu, đang là của Thanh Nam, chứ chưa phải là niềm tin của quý cô chú anh chị. Nếu như quý cô chú anh chị muốn tin, tự mình tìm hiểu. Đấy. Tự mình tìm hiểu thì Ngọc hay là em Trinh Châu hay là em Thanh Nam đây sẽ chỉ cho quý cô chú anh chị những cái thông tin chuẩn nguồn để quý cô chú anh chị tự tìm hiểu. Đấy. Cơ hội thì trao cho tất cả mọi người, nhưng cơ hội chỉ ở lại với những người đã có sự chuẩn bị, dám đón nhận. Đúng không Trinh Châu? Nhận. Đúng không? Có dám mong muốn nữa chị. Đón nhận với lại là có mong muốn để đón nhận. Mong muốn. Có mong muốn thì mới đón nhận được. Đúng rồi. Thật sự mà nói là cái cơ hội này rất tốt chị Ngọc, nhưng có những người thì nghĩ rằng là chúng ta đang bốc than bỏ lửa trên tay họ và họ không dám đón nhận cơ hội này, nghĩ đây là cục than chứ không phải là kim cương. Nhưng ở đây là kim cương quý, mỏ kim cương quý và lộ thiên luôn. Và nếu như ai đó mong muốn thật sự thì hãy nghiêm túc tìm hiểu, bởi vì thật sự mà nói là khi tìm hiểu rồi thì tất cả người nào đã đầu tư đều là những người rất rất yêu ngành chủ tịch, rất yêu công nghệ, và đây là sự nghiệp, và không phải sự nghiệp của một vài năm mà là sự nghiệp của 10 năm tới. Chúng ta vẫn có một cái đồng hành cùng dự án, cùng nhiều dự án. Ở đây chúng ta có 11 dự án, theo em biết là có 11 dự án. Và cái dự án đầu tiên mà chúng ta góp vốn đó là cái dự án con tàu Taiwan. Rồi cái dự án tiếp theo nữa đó là dự án nhà máy sinh học, mùng sinh học chị Ngọc. Mùng sinh học đem về trồng cây rất tốt, rất ư là tuyệt vời. Thì
muốn sản xuất với số lượng lớn thì phải xây nhà máy, thì đó cũng cần vốn để chúng ta cần phải bước vào. Rồi một cái nữa đó là cái xe điện cho người khuyết tật. Thì em thấy mỗi cái dự án con mà những cái nghiên cứu của ngài chủ tịch đã được chứng nhận, ví dụ như chiếc xe này, thì em đăng chiếc xe lên là nhiều bạn bè em hỏi em là mua xe hả, nói chưa chờ tập đoàn sản xuất ra mua xe của Nga chứ không có mua xe của Việt Nam, Ok. bởi vì nhìn chiếc xe Đó. lạ, đẹp đẹp độc lạ. Ok. Nào Thiên Châu định nói gì, nào Thiên Châu chia sẻ đi em ơi. À, em cũng chia sẻ với mọi người là như vậy nè, có rất là nhiều anh chị mình mà khi chị em mình đi chia sẻ, người ta nói là không có sợ mình lừa nhưng mà sợ người ta lừa mình á, nhưng mà rồi À mình đúng lại rồi, đi lừa người ta. Người ta thường chính hay xác, chính nói như xác. vậy, tại vì do là cái kiến thức của mình không nhìn nhận được một cái dự án đó nó có thật hay không, sợ người ta mở ra rồi người ta sẽ gom, nói chung là gom lại á. Thì em Trinh cũng nói với anh chị một điều là như thế này, theo cái nhận thức của em Trinh á, thì đây là một cái dự án của toàn thế giới và nó đã có 210 quốc gia, và như là chính phủ Dubai họ đã tham gia cái dự án này, và như là Ấn Độ này đó, thì những cái đầu họ là gọi là những cái đầu họ sạn không à, và những người đó kiến thức là cực kỳ cao và cũng không có dễ mà để lừa những người đó. Thì mình là một cái người tầm nhỏ bé thôi, nếu mà cái dự án này lừa thì họ sẽ lừa những người kia mất tiền rất là nhiều, chứ không phải còn như mình chỉ một bé xíu thôi. Như ngày hôm nay giống như em Trinh là đã có 5 năm làm công việc truyền thống, nhưng một tháng lương chỉ có 7 8 triệu, thì một năm thì tính ra có 70 đến 80 triệu thôi. Thì cái số mà mình chi tiêu ra cuộc sống của mình thì nếu như là tiết kiệm lắm thì một tháng như được 3 triệu là cùng, còn nhiều khi không. Thì em xin cho là một tháng 3 triệu đi, thì một năm thì anh chị mình dư tầm hơn 30 triệu, thì đến bao giờ mình mới có được 1 tỷ trong tay. Và cái dự án này nếu như mà mình nghiêm túc và mình chỉ cần hiểu đúng thôi anh chị, mình chỉ cần đầu tư 1.000 đô thôi mà không cần phải có những cái vé khuyến mãi nha. Thì cái thời điểm em xin bỏ 500 đô là không có vé khuyến mãi, 12.000 cổ phần. Và nếu như chúng ta được 1.000 đô thì được 27.000 cổ phần, thì đã được định giá như sở hữu trí tuệ của ngài chủ tịch của chúng ta là 1 đô, thì anh chị mình có 27.000 đô, là khi anh chị mình xuống tiền đã có 500 triệu trong tay, bằng cái số tài sản mà mình làm từ 2 đến 3 năm chưa có cái số tiền này. Và nếu như doanh nghiệp chúng ta IPO lên thị trường thành công giống như Facebook lần đầu tiên 38 đô thôi, mà chúng ta chỉ cần mong muốn là 10 đô thôi, thì anh chị mình cũng có 5 tỷ trong tay. Nó rất chi là nhẹ nhàng. Và mình hãy nghĩ như thế này, 3 năm mình đã nhiều năm làm việc, mình chỉ cần bỏ cái một con số tiền nhỏ như 1.000 đô, thì anh chị mình chỉ cần 3 tháng thôi, không cần phải 3 năm. Đấy, Đúng thì rồi. 3 tháng để đánh đổi cho anh chị mình có tiền tỷ trong tay giống như ước mơ của mình. Tại vì cái hiện tại là con người chúng ta đi làm mục đích chỉ kiếm tiền. À, cái cuối cùng của chúng ta là chỉ kiếm tiền thôi, và chúng ta phải biết kiếm tiền như thế nào. Và nếu như chúng ta chỉ biết sử dụng công sức và thời gian của chúng ta thì không bao giờ mình sẽ kiếm được nhiều tiền. Nên là từ khi mà còn bé em Trinh có cái tư duy trong đầu là mình phải bán sản phẩm, tại vì cái thời gian của mình nó chỉ có 24 giờ, và cái sức khỏe của mình cũng có giới hạn, không thể mà một tay mình cầm rất là nhiều cái vật trong một ngày. Và nếu mình cầm nhiều thì tới chiều là mình hết sức, ngày hôm sau chắc chắn là mình sẽ không còn cái sức khỏe giống như ngày đầu tiên nữa. Nên là cái khi mà em Trinh đi làm công nhân ngày đầu tiên là em Trinh đã bắt đầu tìm những cái sản phẩm tốt và em Trinh sử dụng, và ok là em Trinh đã bán cho bạn bè của mình. Và mỗi tháng là em Trinh sử dụng cái dòng tiền mà em Trinh bán mỹ phẩm á, nhiều khi là em Trinh đủ để chi tiêu, có khi là chi không hết. Đó là cái số tiền thu nhập của em Trinh là dư. Nên là trong đầu em Trinh từ khi mà em Trinh đi ra ngoài làm việc là trong đầu em lúc nào cũng phải bán sản phẩm. Thì tại vì một lúc mình có thể bán được nhiều thứ, còn sức khỏe của mình không thể bán một lúc là nhiều lần được. Đó. Đúng rồi, Thế chính nên xác. là còn ở nơi đây thì anh chị cho em Trinh được cái giá trị gì, tại vì em Trinh mục đích thì em Trinh kiếm tiền, mong muốn mà phải kiếm được nhiều tiền thì phải đầu tư, bắt buộc mình phải đầu tư. Có người mình chỉ khi làm việc thì chúng ta mới có tiền, và muốn có nhiều tiền thì bắt buộc chúng ta phải đầu tư thì mới có được nhiều tiền được, chứ không có một cái gì giống như nhiều người tại sao người ta có một ít tiền vài trăm triệu thôi, nhưng mà người ta bắt được cái thời cơ, người ta mua một cái miếng đất vùng sâu vùng xa, nhưng mà để vài năm sau họ cũng có được nhiều tiền. Đó là cái tư duy của họ, mong muốn họ kiếm được nhiều tiền thì bắt buộc phải có cái sự hy sinh và phải có cái sự thời gian để chờ đợi. Nhưng mà có một cái câu nói mà em rất là tiếc cho những đối tác mà khi đi chia sẻ, thì bây giờ biết cái dự án này nó tốt rồi, nó ok rồi, nhưng mà thời gian đợi 2 3 năm lâu quá em. Thì Đúng em rồi, mới chuẩn chỉ chuẩn. cần trả lời một câu thôi, nếu như mà anh chị nói là cái dự án này 2 3 năm thì anh chị mình nói lâu,
Thì cái thời gian chị mình mong muốn là làm việc bao nhiêu lâu để anh chị mình nghỉ hưu? Thì có phải là bây giờ có nhiều gia đình họ 50 tuổi, 40 tuổi giống như ba của anh Trinh năm nay là 58 tuổi vẫn chưa được nghỉ hưu tại vì chưa có nguồn thu nhập thụ động. Phải nhờ những cái việc mà con cái gửi tiền hoặc là cái công việc mà ông bà phải làm hàng ngày mới kiếm được tiền, chứ nếu mà ngưng làm việc thì sẽ không có tiền. Đó là cái điều, cái việc mà em Trinh thấy những cái trước mắt trong cuộc sống của mình, nếu như mình lặp lại cái cuộc sống của ông ba gia đình mình như ngày xưa tới giờ thì mình sẽ không có một cái kết quả mới. Thế nên là khi mà em Trinh bắt được cái dự án này thì em Trinh chưa bao giờ nghĩ trong đầu là cái dự án này nó lừa đảo, và hồi xưa tới bây giờ chưa có một cái gì mà em Trinh nghĩ là lừa đảo hết, tại vì cái gì nó cũng phải có lý do, giống như sân sàn tài chính họ đâu có lừa đảo với anh chị đâu, tại vì do anh chị không có kiến thức và mình coi Tuấn, vào đó mình đi sai Tuấn. chứ không ai lừa mình hết đấy. Nên là mình đừng có nghĩ là ở nơi đó sẽ mất tiền, ở nơi đó sẽ lừa đảo và đầu tư sẽ bị lừa đảo. Không phải, tại vì do mình không có kiến thức mình mới bị mất tiền. Giống như anh chị đã đầu tư, em đã thấy, ủa anh chị mình đầu tư từ năm 2014 mà sao bây giờ vẫn vui vẻ, vẫn bình thường, họ đâu có nói là tôi bị mất tiền đâu, và họ vẫn mong muốn góp được cổ phần. Và giống như em Trinh cũng biết đến dự án này từ tháng 5 2022 thôi, nhưng mà em thấy là rất là vui, rất là hạnh phúc, và thấy là bản thân mình đã đi đúng hướng, đã chọn đúng hướng. Và khi mà một cái con người nào mà được nhận cái từ cái phút mà được nhận cái dự án này chỉ cần 50 đô thôi, em Trinh cũng thấy vui nữa. Vừa rồi em cũng giúp đỡ cho những anh chị mà làm công nhân, là tập vụ ở công nhân thì lương có 5 6 triệu, chị chia sẻ là một tháng chị không dư được 3 triệu. Thì em mới nói là nếu như mà chị không dư được 3 triệu thì bao nhiêu năm chị mới nghỉ hưu. Chị nói là chị cố gắng dư từ vài chục triệu đến 100 triệu để chị về quê chị dưỡng già. Thì nói nếu mà 100 triệu thì chị về quê chị dưỡng già, nếu không may chị đổ bệnh thì chị phải làm sao với số tiền này nhỏ bé như vậy. Thì em mới chia sẻ là 50 đô ngày hôm nay một tháng chỉ cần góp cho em 5 tháng thôi, thì chị thời điểm đó thì chị được 5.200 cổ phần. Thì em chị vẽ cho chị, nếu mà chị có 6 triệu mà chị có 100 triệu trong tay, và nếu như 100 triệu này có thể cho chị lấy 1 tỷ trong tay, thì chị có mong muốn để chị lấy hay không, hay là chị biết 6 triệu này với 32 tháng để tiết kiệm của chị, thì chị đã đồng hành với em được gói đầu tiên và được gói thứ Đúng. hai. Đúng rồi. Là hiện tại là chị hơn nắm giữ là hơn được 11.000 cổ phần. Đó là cái người thấp kém nhất đó quý anh chị đó. Tại vì khi mà anh chị mình nghĩ là người ta lừa đảo chị thì lúc nào anh chị mình cũng có sự tiêu cực, không có cho ai đó chia sẻ cho mình về vô hết trơn, tại vì lúc nào cũng sợ mất tiền. Nhưng mà cái mất của mình á, anh chị mình nghĩ là mất của mình nó đáng là bao nhiêu. Ví dụ như là hầu như là bây giờ dịch nè, anh chị mình đã mất là mấy chục năm làm việc, nhưng có thể ngày dịch mà những cái tháng dịch chỉ cần nghỉ một tháng mà anh chị mình phải đau đầu là không có tiền để ăn, không có tiền để chi tiêu. Đó là cái sự mà rủi ro trong cuộc đời của mình mà mình lại không sợ, mà ở đây bỏ có 5 6 triệu, thậm chí 12 triệu, chỉ có 2 tháng lương hoặc là 2 3 cái đồng của phụ nữ mình thôi, thì anh chị lại sợ. Thì em thêm thấy là rất là cái điều nuối tiếc. Đó là cái tâm của em Trinh đang suy nghĩ như vậy. Còn như anh chị mình suy nghĩ gì em Trinh không biết nha, có gì sai thì mọi người có thể bỏ qua cho em Trinh ạ. À, thì Thật nói thật với em Trinh là chị em chúng ta lên đây chia sẻ là cái chị em chúng ta cảm nhận được và cái chị em chúng ta đã biết. Còn ở đây không có đúng không có sai. Nếu như quý cô chú anh chị chúng ta thấy nó ok thì chúng ta có thể áp dụng, chúng ta có thể nghiên cứu. Còn lấy thấy nó không ok thì quý cô chú anh chị hoan hỉ bỏ qua, không vấn đề gì cả. À, cơ hội thì cũng như các em đây là nên đây chia sẻ mạnh mẽ, chia sẻ công khai, chia sẻ minh bạch nha. Quý cô chú anh chị nếu mà muốn biết thật sự cái cơ hội này nó như thế nào, rõ như thế nào, quý cô chú anh chị cũng không mất tiền, chỉ cần lập một cái tài khoản ở trong đó có tất tần tật tút tụt tuột để giúp cho quý cô chú anh chị chúng ta có cơ hội nghiên cứu, tự quý cô chú anh chị chúng ta nghiên cứu. Và nghiên cứu như thế nào thì cái người chia sẻ với quý cô chú anh chị sẽ tận tình hướng dẫn cho quý cô chú anh chị chúng ta đón nhận cái cơ hội này. Đây là tấm vé cá mập bước lên chuyến tàu siêu tốc UST để đi đến vùng đất mới giàu có hơn, hạnh phúc hơn, tự do hơn, khỏe mạnh hơn, xinh đẹp hơn, đúng không ai em? Đúng không? Vâng chị, đúng rồi đó Đúng chị. rồi. Và nếu như quý cô chú anh chị đã làm nghĩ, chị thì đi chia sẻ có nhiều người nói câu như thế này: làm gì có cái gì mà nó hời thế, nó hời thế không đến lượt mình. Thế Ngọc lại đưa ra một ví dụ như thế này cho quý cô chú anh chị cũng biết này. Khi mà cái công ty hóa chất Đức Giang ở Việt Nam ấy, người ta IPO thành công ấy, mà lần đầu tiên chưa IPO thành công thì công nhân cũng thành tỷ phú.
công nhân cũng có 35 tỷ mà ví dụ như kỹ sư ở trong cái công ty hóa chất Đức Giang đó người ta cũng sở hữu trên 100 tỷ. Thế thử hỏi quý cô chú anh chị cũng là công nhân thôi thì họ lấy đâu ra nguồn thu nhập mà tự nhiên họ thành 35 tỷ? Tức là đây là cái nhờ đòn bẩy ABO. Mà xin thưa quý cô chú anh chị là rất nhiều live stream của Ngọc, nhưng Ngọc cũng tin là live stream của em Châu cũng đã chia sẻ là cái cơ hội, cái thời điểm mà chúng ta tham gia góp vốn vào những cổ phần doanh nghiệp ấy. Thời điểm. Xin chào bác sĩ Trung Phong nhá. Mời bác sĩ Phong chia sẻ một chút nha. Cho con có một chút Nam Nhi chi trí vô rồi. Lên đây tới ba người phụ nữ xinh đẹp lẫn bác sĩ Phong ơi. Tự tin luôn chứ. Đấy, từ chối biết ngay mà. Chuẩn bị đến 8 tháng 3 mà từ chối thế này. Thôi không sao, bác sĩ còn đang bận với những học viên, họ cũng đang live stream trả bài. Chị em chúng ta là đang tự do, còn bác sĩ còn đang là thầy giáo. Nên là cũng phải thông cảm cho bác sĩ. Bác sĩ đang làm thầy giáo kèm cặp 21 học viên trong cái lớp marketing. Thế cho nên là chị em chúng ta đang là dân tự do. Đấy, cho nên là không vấn đề gì. Thế thì Ngọc đang nói dở. Chị Ngọc nữa. Chị nói cầm bọn chị bây giờ đang là vô học nha. Nhưng mà bọn chị có kiến thức UFT là ok rồi. Đúng không chị Châu? Không nào? Đúng rồi đó chị Ngọc ơi. Đúng rồi. Đấy. Không bị kích tướng, không bị sập bẫy ha. Bọn chị chia sẻ tưởng có một tí Lam Nhi chuẩn bị đến ngày 8 tháng 3 rồi đấy, không biết câu lạc bộ. Bây giờ là có ba người phụ nữ chỉ cần một tí xíu hơi đàn ông thôi. Mà nãy giờ quá rất là năng lượng rồi, nhưng mà bây giờ có một tí xíu hơi đàn ông lên là còn năng lượng nữa. Nhưng mà nhờ trợ giúp của bác sĩ Phong, lại bác sĩ Phong từ chối. Bác sĩ Phong còn đang đi giả soát đi xem xét tất cả các chị em, 21 chị anh chị em ấy là hôm nay họ đang làm cái gì, họ đang ở trên mạng họ đi đâu, cho nên là ghé vào tường thăm chị em mình chúng ta thế là rất chi là quý rồi. Thế thì ba chị em 8 tháng 3 không có mua hoa đâu bác sĩ Phong ơi, ba chị em mua cổ phần à. Chị em mấy cổ phần đúng không? Đúng đi ra hết cổ phần rồi. Thế thì chị xin phép chỗ Trinh Châu và Thanh Nam, chị chia sẻ một chút cái này, cái kiến thức mà giúp cho quý cô chú anh chị có vào cái buổi live stream này thì biết được cái kỹ năng, cái tiêu chí để giúp cho quý cô chú anh chị chọn được một cái sản phẩm hoặc một cái công nghệ mà chúng ta tham gia vào đầu tư cho nó an toàn nhá. Còn nếu như mà nó thiếu thì Trinh Châu và Thanh Nam có thể bổ sung. Nhưng mà trước hết thì chị chia sẻ cái tiêu chí nó là như thế này. Thứ nhất, khi quý cô chú anh chị được bất kỳ một ai đó chia sẻ cái cơ hội để tham gia góp vốn hoặc tham gia đầu tư thì quý cô chú anh chị phải có những tiêu chí sau. Cái tiêu chí thứ nhất đó là sản phẩm đó có tiềm năng hay không, có ưu thế trong cạnh tranh hay không và có phát triển bền vững hay không. Tức là sản phẩm đó nó có giải quyết được một vấn nạn, một lỗi đau nào đó của xã hội hay không. Đấy. Cái thứ hai đó là nhà sáng lập có đủ tâm, đủ tầm, đủ tài, đủ sự kiên trì với cái sản phẩm mà ngài ấy đẻ ra hay không. Đấy. Tại bác sĩ Phong xin chia sẻ kìa chị Nhận. Hả? Bác sĩ Phong đang xin chia sẻ kìa chị Nhận, cho bác sĩ Phong vô đi. Đâu? Đó. Nghĩa là xin phép chia sẻ về tường cá nhân thôi. Chia sẻ về tường cá nhân. À, chia sẻ bài về tường cá nhân được quá. Còn bác sĩ đang đi kiểm tra các đội live stream đi kìa. Đây cũng là một đội đấy nha bác sĩ nha. Đây cũng là một đội đấy. Và Ngọc xin phép được nói tiếp. Cái tiêu chí thứ hai đó là nhà sáng lập đủ tâm, đủ tầm, đủ tài. Cái tiêu chí thứ ba đó là cái tính pháp lý, hợp pháp và minh bạch rõ ràng. Đặc biệt nếu như công ty đó, sản phẩm đó đã được kiểm toán quốc tế là ok nhất. Đấy, đã được kiểm toán quốc tế là ok nhất. Tức là đã tính như kiểu là mình cây lâu năm ấy, nó đã ra những quả rồi, chúng ta chăm từ cây bé đến cây trưởng thành, nó ra hoa, nó kết trái rồi, mà chỉ cần một chút thời gian nữa thôi là cái quả đó chín thì chúng ta sẽ được thu hoạch cái quả ngọt, đúng không hai em? Và cái cuối cùng là quý cô chú anh chị mới quan tâm này, đó là quyền lợi của chúng ta khi tham gia vào đó, chúng ta được cái gì và nó được như thế nào. Chứ đa số nha chị, không biết là Thanh Nam hay là Trinh Châu khi đi chia sẻ ấy, nhiều khách hàng không biết là cái gì, thích đầu tư vào đây được cái gì.
bao giờ thì được và được thì được bao nhiêu. Chứ họ lại không hỏi, là thế đầu tư vào đây thì nó đi làm cái gì, à, nó có kiểm toán chưa, của cái người sáng lập nó như thế nào. Nhưng mà đa đúng số rồi, đúng rồi. Ngọc, bản thân chị cũng thế nhá. Khi mà được chia sẻ ấy, thì đó là chúng ta thì kiến thức thì thiếu nhưng mà lòng tham thì có thừa, lúc nào cũng tiền, đúng không? Có đúng không em? Vâng. Đúng rồi chị. Yeah. Thế cho nên hồi lúc trước em đầu tư ở bên ngoài em cũng đâu có biết, nghĩ là một bây giờ tôi bỏ 10 triệu vô đây là ngày tôi được nhiêu thôi, chứ đâu có biết là nó sản phẩm là cái gì đâu, và họ làm gì để trả tiền không biết. Nhưng mà khi mà đến với môi trường UST và biết về công ty, về ngày chủ tịch, về kiểm toán công ty, rồi cái tiêu chí như thế nào để lựa chọn một doanh nghiệp, thì lúc đó mình mới biết được thế như thì lựa chọn một cái doanh nghiệp như thế để mình đánh giá như vậy nó cũng dễ dàng. Mình chỉ cần biết kiến thức như vậy là mình tự tin ở bản thân mình và mình ra quyết định cho bản thân mình, chứ không cần phải hỏi một ai cả. Đó, nên là cô chú anh chị mà có ai mà chia sẻ cho mình mà về hỏi gia đình hay hỏi vợ đó, là em nghĩ là anh chị mình phải biết nhìn nhận bản năng mình, chứ tại vì mình đã nghe thì mình tiếp xúc được 80%, và khi mình về mình chia sẻ lại thì mình còn được 20-30% thôi. Thế nên là nhiều khi gia đình nghe mà xong rồi bác đồng lại là anh chị mình bị mất cơ hội là chuyện bình thường. Giống như em Trinh bây giờ thậm chí đi chia sẻ cho gia đình còn bảo là thôi mày bị lừa quá, mày đừng có sống ảo tưởng quá, quay về hiện thực giùm tao cái. Nhưng mà em xác định với bạn trong giới những bạn bè của em á, là những có những đứa nó giàu hơn em, nhưng mà em xác định với nó là sau này tao sẽ đứng tầm với mày. Cái nó bảo là thì đến lúc đó thì mày hả tính. Nó nói, thì đến lúc đó ta sẽ cho mày biết tao là thì mình chỉ là mình biết được cái nhận thức của mình sẽ thành công trong lĩnh vực nào, và mình cảm nhận được, tại vì khi mình đã hiểu được rồi, mình đã được đọc sách rồi, mình biết được cái thị trường như thế nào, thì mình sẽ tự tin với bản thân của mình và cái sự lựa chọn của mình. Đúng rồi, biết thôi. Tức là chị thì cũng khi mà hôm mà chị chia sẻ chúng ta cùng đều là cổ đông rồi, cùng đồng hành với ngài chủ tịch với cái khối tài sản trên 400 tỷ USD rồi, đúng không? Thế thì chúng ta thì rất chi là tin rồi, và nhiều người khi chị chia sẻ họ bảo thôi mày cứ được đi, mày cứ được rồi tao làm theo đấy. Đúng rồi đó chị. Có người họ không dám cười trước mặt mình đâu, nhưng mà họ cười sau lưng, thì mình chỉ nghĩ thế này thôi, không sao, ở đây không có đúng không sai, cứ để cho họ cười mình 3 năm đi, thì sau đó mình lại cười cả đời, có vấn đề gì đâu. Đấy, cho nên là không chị, rất chi là hoan hỉ. Em cũng có một vài người bạn là cười là bởi vì mình không biết mua những cái xe sang xe xịn để mình đi, và cứ trêu em là xe này mua từ Dubai về đó hả. Em nói vâng, bởi vì bây giờ có tiền đang đầu tư cổ phần hết rồi, nên là có xe chỉ là phương tiện để đi lại, chứ không, đó là tiêu sản chứ không phải là tài sản, nên là xe nào miễn đổ xăng vô đi được là được. Đúng không chị? Còn ví dụ như bây giờ có mai mốt mua xe của UST chạy luôn. Vâng, có một số người là đi mua một chiếc xe xịn, một chiếc SH, và còng lưng ra trả nợ. Vâng, chào bạn Tuấn. Còng lưng ra trả nợ, đúng không chị? Tại vì mua SH gọi là trả góp thì bắt buộc là phải trả trong 2 năm hoặc 3 năm. Thì bây giờ mình cũng là mình mua cổ phần, mình trả góp, nhưng mình đó là mình mua tài sản, và sức bật của tài sản của mình thì nó sẽ nhân lên rất nhiều. Còn nếu như mà mua một chiếc xe sau khi trả góp 3 năm thì chưa chắc gì giá trị nó còn y nguyên đó ở 160 triệu. Mình đây mà còn đẻ ra em lần luôn. Đúng rồi. Khi đó cần tiền đem chiếc xe ra cầm cố chưa được 450 triệu. Và sau khi học cái lớp những cái cuốn sách dạy con làm giàu thì mình chị em chúng ta đã hiểu thế nào là tài sản và thế nào là tiêu sản, và đã dùng từng đồng vốn nhỏ nhất của chúng ta để mà mua tài sản. Tuấn ơi, hiện giờ ba chị em đang thiếu một anh duy trí, em ở Cà Mau lên giao lưu với mấy chị em nha. Chị Ngọc nếu mời Phan Tuấn lên giao lưu được thì cho chị xin số 1 để chị mời nào nha Tuấn.
Nhà đầu tư của em ở Cà Mau nó rất là năng lượng chị Ngọc ơi. Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, có tí Lam Nhi vào đây cho nó có khí thế xem nào. Mùng 8 tháng 3 rồi, vào giao lưu cùng ba chị em đi. Đang cần một anh để trợ giúp. Cần một hóc môn để cho tường nó sáng lên nè. Cần một xoáy ca. Ừ, cần xoáy ca. Tuân nó không thấy ấy. Nghĩa là bên Tuân á, bên học quá. không có bên bên Tuân phải mời, bên Tuân gửi lời mời thử đây, tại vì hình như chưa kết bạn chị Ngọc và chắc không được Đây đâu. chị gửi rồi, chị gửi rồi. Đang thêm đấy nhưng không biết bạn có chấp nhận không. Tuân chấp nhận các bạn của chị Ngọc bây giờ lên đây chia sẻ tôi đây. Không, cứ thế lên được mà chị mời rồi. À, bạn không tham gia được. Vâng, tại vì nhiều khi chưa có kết bạn với chị Ngọc á, chưa kết bạn Facebook với chị Ngọc. Bạn ấy từ chối. Và vậy là Ok. đang Thế thì chốt lại hôm nay cái nội dung chứ nghe chị em chúng ta chia sẻ là làm giàu không có tuổi đúng không? Thế đúng chắc rồi là chị. thế thôi. Chị 53 tuổi, rồi Trinh Châu bao nhiêu tuổi, rồi là em Thanh Nam ấy, tự nói thì chắc chắn Em không có tăng tuổi. chị Ngọc là 53, Tiện. em là 48, còn Trinh Châu là bao nhiêu nha? Trinh Châu nhiêu tuổi? Trinh Châu Em 38, em 38. em Em còn nhiều năm hưởng thụ lắm. quá 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 ư là tuyệt Thế là vời, lại giàu non rồi. Chị đúng về rồi. hưu. Chị về hưu lần đầu là 50 tuổi. Bây giờ chị này về hưu lần nữa. Hiệp 1 thì đã hiệp chính thì là 30 năm. Và bây giờ là chị đang đá hiệp phụ, vừa đá vừa thổi còi. Nhưng mà hiệp Không sau chắc mà chắn là chị sẽ không cần phải lo lắng nữa. chắc chắn rồi, mà cái điều đó là hiển nhiên rồi. Thế cho nên là hiệp phụ này năng lượng quá trời luôn hả Trinh Châu? Trinh Châu ơi, hiệp phụ của quá 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 năng lượng, Trinh không ăn không ai. Châu Mà hầu tôi như thì là ai đến đây là ai cũng đẹp gái ra, cũng được sinh ra hết trơn, cũng đúng rồi, vậy đó à, hả, mới em mới đi hậu nhầm mình về. à. Ok, cảm ơn em. Em biết đến Thanh Nam cũng đó là cái phước của nhà em rồi. Và bọn chị cũng thế thôi, khi mà trao được đi thì là trao đi là còn mãi. Đó là cái lời đáp ơn chuyển tiếp tốt nhất đối với những người đã trao cơ hội cho tới các chị. Cho nên là chúc mừng Tuân em, và cũng ơi, rất chi là mong muốn em là cũng chia sẻ cái cơ hội mà bạn Thanh Nam này đã chia sẻ đến em, để giúp cho những người bạn của em nhá. Têu Tuấn nha, Tuấn nha, giúp không chỉ giúp cho mình em mà phải giúp cho các bạn em, cho người nhà nhà em. Còn em cứ cho đi, họ đón nhận hay không đó là quyền của họ. Để tránh sau này khi em thành tỷ phú, những người bạn của em, những người nhà của em lại nói là mày biết có cái đấy giàu thế mà mày không chia sẻ, thì lúc đấy là em lại mang tiếng là bị ích kỷ. Còn sau này họ bảo tưởng ô thế á, thì mình bảo ừ thế đấy đấy nha. Bạn Tuân nha, thế là khi người ta mình được tiền rồi ấy, mình có tiền tỷ phú rồi, họ bảo ô thế à, thì mình lại bảo ừ thế đấy, đúng không em? Tức là mình chia sẻ nhưng mà không đáng, thì mình thì bảo ừ thế đấy, đúng không? Thế cho nên là chúng ta cứ cho đi mạnh mẽ mẹ, còn đón nhận hay không đó là quyền của họ, đúng không Trinh Châu? Quá đúng luôn chị. Ok chị, cứ cứ mình cứ cho đi, tại vì mình được nói về cái công nghệ của ngài chủ tịch thì mình rất là hạnh phúc rồi, mỗi khi mình nói đến đó thì mình rất là hạnh phúc rồi, thế nên là mình cứ nói và họ tiếp nhận được bao nhiêu là chuyện của cái tâm trí của họ. Xin chào Ngọc Anh nha, xin chào Trần Văn Tạo, xin chào tất cả quý cô chú anh chị nhà mình. Nếu như có một ai đó vào đây nghe ba chị em chia sẻ mà ba chị em chưa chào thì quý cô chú anh chị chúng ta cũng hoan hỉ nha, hoan hỉ một ngày chủ nhật Chào cuối tuần thật năng lượng để ngày chào mai Nguyễn chúng Minh ta Toàn, lại anh bước vào ngày Nguyễn mới Minh Toàn đang theo dõi là chị Ngọc. hả? Em thấy Nguyễn Văn Toàn hả, theo chị nhiều lắm luôn á. Cái gì Nguyễn Văn Toàn, làm Nguyễn Văn sao Toàn đang theo dõi like của mình dữ lắm luôn, bây giờ mã tim quá trời luôn. thế à, của chị bên chị lại Ờ không nhìn thấy. vậy đó hả, Nguyễn Văn Toàn chi đầu tiên rồi, vô đầu tiên giờ ra rồi. À đấy là Toàn sư phụ của chị đấy, Toàn giáo sư của Toàn chị xin đấy. luôn.
bạn ấy Thế là thì kỹ sư. cũng ấy cũng trễ ấy rồi, điện thoại Rồi, nó bị thanh ok. thoát trước Thì nghe. Em chúc bye cả bye chị nhà Ngọc mình nha. có Bye bye một mọi buổi người. cuối Chúng tuần ta năng cùng lượng chào nha. nhá. Cùng chào và hẹn quý cô chú anh chị ở một loại buổi livestream tiếp theo, nếu như giờ của Ngọc đó là 19:30, nếu như không có sự gì thay đổi còn cố định là giờ đó. Còn em Trinh Châu giờ nào, em Thanh Nam giờ nào thì các em có thể nói ở đây để mời quý cô chú anh chị nếu như các em quan tâm chủ Thanh đề Nam nào. thường livestream hồi lúc 7 giờ. Anh Trinh thì thường xuất hiện lúc 18 giờ là lúc đó anh chị em mình ăn cơm hết rồi, nên là lúc Ok. đó có thể rảnh Rồi bây rỗi giờ xem là chị livestream của em em. chúng ta Bây giờ em xin phép xin chào cả nhà chào. nha. Ok, xin Bye chào. bye cả nhà, Cảm chúc ơn cả nhà một buổi em. cuối tuần Cảm cùng gia ơn. đình mình vui vẻ và hạnh phúc và luôn luôn đón chào những cái lời tốt đẹp Từ từ của nhá, vũ để trụ chị nha chụp mọi kiểu người ảnh nhá, chị chụp nha. kiểu ảnh nhá. Nào, cười tươi chụp kiểu ảnh nào. Rồi, ok, cảm ơn. Hôm nay À, xin chào tất cả các bạn mình nha. Hẹn buổi live stream tiếp theo của ba chị em. Xin chào. xin chào chị, rất là vui, rất vui.